là 5 trừ đi không trải nghiệm thì nó sẽ ra cái biến trải nghiệm. Rồi bây giờ tôi kích OK một cái này. Đấy, và như vậy là chúng ta đã có cái điều mà chúng ta muốn. Chúng ta đã có một cái biến là trung bình, trải nghiệm trung bình đây, đúng không? Là ví dụ. Xin chào bạn, trong video này đó là cái phần hướng dẫn cho một cái câu hỏi của một bạn khán giả. Thì bạn khán giả có hỏi tôi và có gửi cái bộ số liệu của bạn ấy cho tôi. Và câu hỏi của bạn ấy cũng tương đối là thú vị. Và tôi cho rằng là sẽ có rất nhiều bạn gặp phải cái trường hợp như vậy. Chính vì vậy cho nên là tôi làm cái video này để hướng dẫn lại bạn và các bạn khác. Nếu mà ai có cùng cái vấn đề thì có thể dễ dàng xử lý được. Thế thì câu hỏi của bạn là như này. Bạn ấy làm một cái điều tra, nghiên cứu về cái trải nghiệm tại các cái cơ sở y tế của người bệnh. Thế thì bạn ấy có cái biến ID này thì chúng ta biết rồi, là mã bệnh nhân. Và bạn ấy có 5 cái biến trải nghiệm như thế này, tức là từ B5 này, B6, B7, B8, B9. Và ở đây thì nếu mà có trải nghiệm ở các cái mức độ khác nhau, từ 1 cho đến 4. Thế nếu mà trong trường hợp mà không trải nghiệm thì bạn ấy sẽ đánh là 0. Đấy, đánh là 0. Thế thì cái vấn đề của bạn là bạn ấy muốn tìm cái giá trị trung bình trải nghiệm của 5 cái biến số này. Thế nếu mà giả sử như bạn ấy cộng tất cả những cái trường hợp này lại và chia cho 5 thì sẽ có những cái đối tượng thì họ không có cái trải nghiệm đó. Nên là khi mà chia thì nó sẽ ra cái kết quả nó không đúng theo cái ý muốn của bạn ấy. Ý là gì? Ý là ví dụ như trường hợp số 2 này chẳng hạn. Thì đối với lại cái biến 5 này nó bằng 0 này. Biến 7 thì bằng 0 này. Thì ở đây thì bạn sẽ cần phải là chia trung bình, tức là chia cho 3 chứ không phải chia cho 5. Đấy. Ví dụ như là trường hợp số 7 này này. Đấy thì ở đây này nó có một cái biến B7 này nó bằng 0. Đấy thì ở đây nó không phải là chia cho 5 mà nó cần phải chia cho 4. Đấy. Và tất nhiên là có những trường hợp khác mà nó trải nghiệm tất cả các cái dịch vụ, đúng không? Tất cả các cái dịch vụ thì chia cho 5 là đúng rồi. Vậy thì làm thế nào để có thể giải quyết được vấn đề này thì tôi cho rằng là nếu mà nhiều bạn mà gặp cái trường hợp này thì cũng sẽ cảm thấy rất là bối rối. Thế nhưng mà bạn không phải quá lo lắng đâu. Để sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn bạn. Thế nhưng mà trước khi mà vào cái video này thì hãy nhớ đăng ký kênh YouTube của tôi nhé. Nhớ like và nhớ share cái video này. Rồi, thế bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Rồi, bây giờ để làm được cái việc này thì chúng ta sẽ làm như sau nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ tạo ra một cái biến. Và biến đấy nó sẽ đếm tất cả các cái giá trị không của từng cái trải nghiệm này, đúng không? Tất cả các giá trị không của từng trải nghiệm này. Và sau khi chúng ta tạo ra được một cái biến đấy rồi thì chúng ta sẽ lấy 5 là tổng số các biến số này này, trừ đi biến số đấy thì chúng ta sẽ còn lại là gì? Là những cái số mà có trải nghiệm của từng cái biến này. Và sau đó thì chúng ta sẽ tạo ra một cái tổng của 5 cái biến này và chia cho cái giá trị đó thì cuối cùng chúng ta sẽ đạt được cái điều mà chúng ta mong muốn. Nói thì nó loằng ngoằng như vậy nhưng mà khi làm thì nó rất là dễ. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn bạn làm từng bước nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ tạo ra một cái biến đếm này, đếm những cái giá trị không này này. Đấy thì chúng ta sẽ làm như sau nhé. Chúng ta vào transform này. Sau đó chúng ta vào cao nhé, cao là đếm đấy, cao value này. Đấy, chúng ta chọn này. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ đặt tên cho cái biến này nhé. Biến này là cái biến gọi là không trải nghiệm, đúng không? Tôi sẽ cho là tên là không nhé, tức là không có trải nghiệm đấy. Và bây giờ tôi sẽ cho các cái biến số này nó sang đây này. Đó, đấy, cho các biến này sang đây này. Đấy, 5 cái biến này. Và bây giờ tôi sẽ định nghĩa là cái việc là không trải nghiệm nó là như nào. Đấy, mình sẽ kích vào define value nhé. Tôi làm rất là chậm đấy, kích vào đây này. Đấy. Và chúng ta sẽ hiện ra một cái ô như thế này. Và ở đây chúng ta sẽ chọn giá trị bằng 0 nhé. Đấy, chúng ta sẽ đánh số 0 vào đây. Tức là nó sẽ đếm tất cả những giá trị 0 của từng cái biến số này. Tôi add vào đây nhé. Đấy. Kích continue này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ kích OK. Đấy. Thế thì lúc này chúng ta sẽ có một cái biến này, biến trải nghiệm 0 này này, nó sẽ đếm này, chúng ta thấy không? Chỗ này là có 2 0 này, đúng không? Nó sẽ đếm là 2 trường hợp này. Đây là 1 trường hợp này. Đấy, lần lượt như vậy. Ở đây nó có cái số sau dấu phẩy nó có hai chữ số 0 nữa thì mình có thể chỉnh lại thôi, đúng không? Mình vào đây mình chỉnh này. Đấy. Rồi, ở đây mình có thể đặt là gì? Là không trải nghiệm được. À, không trải nghiệm. Rồi, đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại đây. Chúng ta sẽ nhìn thấy là chúng ta có cái biến không trải nghiệm rồi. Thế thì khi chúng ta có cái biến không trải nghiệm này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ có thể tính cái giá trị trung bình trải nghiệm của tất cả các biến này một cách rất là dễ dàng thôi. Bây giờ chúng ta chỉ cần dùng đúng một lệnh nữa là chúng ta có thể giải quyết được vấn đề. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau nhé. Chúng ta vào transform này. Sau đó chúng ta vào compute nhé, compute variable nhé. Đấy. Để tôi cho to ra một tí cho các bạn dễ nhìn. Đấy, transform này, xong compute variable này. Đấy, cái lệnh trước là chúng ta dùng cái lệnh là transform này, xong đầu cao nhé. Đấy, cái lệnh trước là chúng ta dùng cái lệnh là cao đấy nhé. Đấy, nó kích vào đây. Đấy, còn bây giờ là chúng ta sẽ sử dụng là cái lệnh là compute variable này nhá. Chúng ta kích vào đây một cái này. Đấy, thì nó sẽ ra một cái bảng như thế này. Ra một cái bảng như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ đưa các cái thông tin vào thôi. Tôi sẽ tạo ra cái biến trải nghiệm nhé. Trải nghiệm trung bình nhé. Đấy, trải nghiệm trung bình. Đấy, TB nhé. TNTB là trải nghiệm trung bình nhé. Ví dụ như vậy. Đấy. Thế thì bây giờ tôi sẽ dùng cái lệnh là sum tức là cộng tổng tất cả những cái này vào, đúng không? Đấy, đánh chữ sum vào đây, sau đó mở ngoặc. Hoặc là các bạn có thể vào đây này, nếu mà các bạn nào không chắc ấy, có thể vào đây này, vào sang bên cái phần group, cái này này. Đấy. Và sau đó thì các bạn chọn xuống cái phần là statistical, tức là thống kê đấy, này thống kê này. Đấy, sau đó bạn sẽ nhìn thấy có chữ sum ở đây này. Đấy. Bây giờ tôi xóa ở trên này đi nhé để cho các bạn dễ hiểu này. Đấy. Tôi kích vào chữ sum một cái này, đấy thì nó sẽ hiện chữ sum lên. Thế thì cái lệnh sum này nó sẽ giúp cho chúng ta tính tổng. Đấy. Bây giờ mình sẽ cho là tình trạng này, đấy, B5 này, đấy, tiếp theo này, B6 này, đấy, xong phẩy một cái nhá, B7 này, phẩy một cái, B8 này, phẩy một cái này, B9 này. Đấy, tôi cho to lên tí để cho các bạn dễ nhìn nhé. Đấy, tức là bây giờ chúng ta đã có cái biến tổng rồi. Bây giờ chúng ta muốn làm được cái điều mà chúng ta mong muốn đấy là chúng ta sẽ phải chia cho 5, đúng không? 5 tức là 5 cái biến số này, đúng không? Trừ đi cái không trải nghiệm đấy, không trải nghiệm, đúng không? Trải nghiệm. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ làm như sau. Đấy, chúng ta sẽ đánh dấu chia này, đúng không? Sau đó mình sẽ mở ngoặc nhé, mở ngoặc này, 5 này, đúng không? Trừ đi cái biến không trải nghiệm này, đúng không? Đấy, đóng ngoặc lại, đúng không? Đấy, tôi cho to ra một tí nhá. Đấy, sum của toàn bộ cái này này và cái dấu chia nhé, cho 5 trừ đi không trải nghiệm. Đấy, trừ đi không trải nghiệm có nghĩa là mình sẽ còn lại là có trải nghiệm, đúng không? Đấy, tức là đây tôi làm tắt đấy. Nếu mà bạn nào mà muốn cẩn thận thì có thể tạo thêm một cái biến nữa, tức là biến trải nghiệm, tức là 5 trừ đi không trải nghiệm thì nó sẽ ra cái biến trải nghiệm. Rồi, bây giờ tôi kích OK một cái này. Đấy, và như vậy là chúng ta đã có cái điều mà chúng ta muốn. Chúng ta đã có cái biến là trung bình, trải nghiệm trung bình đây, đúng không? Là ví dụ trường hợp này là 3,4, trường hợp này là 3,67, đúng không? Nó đã bỏ cái giá trị, hai cái giá trị không này rồi, đúng không? Nó chỉ lấy ba cái giá trị này, nó cộng và nó chia thôi. Trong trường hợp này là gì? Là nó bỏ cái giá trị không ở đây rồi. Đấy, mọi người thấy ở đây này, nó còn có 4 đây, đúng không? Và tất cả cái này đều trả lời là 4. Đấy, thì cái điểm trung bình của nó sẽ là 4 rồi. Rồi, hy vọng là cho đến đây thì bạn khán giả hỏi tôi câu hỏi này thì đã có thể dễ dàng hiểu được và có thể dễ dàng xử lý được cái vấn đề này. Và cũng như các bạn khác khi mà xem đến đây thì hy vọng là bạn có thể ứng dụng vào trong cái trường hợp của mình. Bây giờ tôi sẽ dừng cái video này ở đây và hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh YouTube của tôi nếu mà bạn chưa đăng ký để tiếp tục nhận được các video thú vị tiếp theo. Nếu mà bạn có câu hỏi gì thì có thể để lại trong phần comment ở phía dưới. Nhớ like và nhớ share cái video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.